Lúc chưa em đúng hết rồi đó. Chưa cay lắm đâu, ớt chung rồi. Tâm sự thật với anh lần đầu tiên tâm sự trên kênh của một YouTube. Ok, cảm ơn. Đây là hôm nay là thử thách của cô Tuyết dành cho mình đó nha. Đây là màu ba biển tộp nè. Lên đường thôi. Cơ, giận luôn nữa. Thử thách mình ăn cái mẹt này nhưng mà mình không có hổn được. Mình sẽ xin phép là mời mọi người một tảng. Là tảng nha cả nhà. Đây con mời cô Tuyết. Cầm luôn con. Trời ơi rửa tay rồi mình chơi tới đi. Đây con mời mẹ. Ăn nhiệt tình vô nha. Còn lại nếu mà ai ăn thêm thì đăng ký chứ còn nghe không biết á. Đây con. Tình. Này. Để con trai phải ăn mau cho mau cho lớn. Đây. Ăn hết bản này không? Bản nào? Ui dồi, ok chưa? Ok chưa? Ngập mồm chưa? Bây đây, giờ ngập quá trời thịt luôn. Bây giờ chỉ đây. Có thử thách là xem ai ăn nhanh hơn. Ấy có rồi. Ấy anh phải ăn anh con trai anh phải anh đã giấu bát của anh đi rồi. Ok anh, đây là đầu bếp đúng không ạ? Đầu bếp đây, đầu bếp của nhà hàng homestay đây cả nhà ơi. Quá tuyệt vời. Ra là nói thử thách vậy thôi chứ mình ăn cho vui cả nhà ơi. Rồi. Còn lại là 2 4 6 8 9 miếng. Ôi ôi, 9 miếng phần con hả? Thôi mình nâng ly lên mình cụng cái đi. Rồi, mình nâng giò lên mình cụng cái luôn ha. Rồi. Giò okay. Cho đi. 1, 2, 3. Vô. Nhiều quá nhỉ? Ngon quá. Thôi, xin phép nha, ăn thử chậm chéo Sapa TV. Em review trước đây, chiếu cho Tình, chiếu Tình đi. Tình ăn chậm chéo nhiều lần rồi. Bây giờ coi như thế nào. Ngon quá. Chéo này thì phải chấm sâu mà. Đúng rồi, ngập mồm vô. Nhấm này á. Đây, cầu tiếp. Mời tất cả bạn nhé. Anh dậy nước miếng. Rồi. Mời tất cả mọi người nhé. Đây, cầu tiếp nè cả nhà ơi. Ăn chín món mình làm ra nè. Quá quá. Hay sao? Cầu tiếp lần đầu ăn chậm chéo này đúng không? Hay sao cầu tiếp? Quá ngon.
Đấy, con mời mẹ quá ngon cả nhà, mẹ mẹ chấm thử chấm chéo với lại nó. Đây đó. Mà ngon ha. Sao mẹ? Ngon. Ngon rồi ơi, thôi mẹ xin phép làm ở nhà chịu hết nổi rồi. Đây. Đúng rồi, đúng rồi, như như tôi nói ăn cái này có phải chấm cho giống mi. Cái chấm chéo này nó vừa đậm. Không bị nhạt, không bị mặn. Đúng rồi. Ngon vậy. Các bạn chấm thoải mái nhé. Chấm ngập khe. Đồ ăn ngon một phần, nhưng mà một phần mà không có cái chấm chéo thần thánh là ăn ngon nữa bạn. Đảo chấm miếng trò. Sao em? Được. Em, cho mượn một bồn à. Một cây dưa leo. Thầy em ăn cắn dưa leo nó giòn, nó ngon lắm. Nó mát miệng mình luôn á. Ăn được không? Đây. Đây có chưa? Ăn con. Vô. Ngon thế nhỉ? Cái nhà chiếu gần cho nhà con một lớp mỡ như vậy. Ồ, ăn gần hết rồi đấy. Ngon thế. Chấm chéo ngon thật. Khuyến cáo các bạn xem video của chị Nga Sumo là không được xem vào giờ đêm nhé. Này tăng ký. Dạ có nhiều tăng ký la con Hoàng nha. Ôi, coi video của em mà lên ký. Mà đêm xem thì nói thật. Ôi tiếp tục đi ạ. Mấy chị em eo này ăn nó cần phải bỏ thắt lưng nữa không? Tay muốn thức lưng đâu ăn hết chưa? Đây ăn một miếng nó luôn đây, còn em hết. Ăn cầm miếng nó cho mạnh mẽ lên nè. Nè. Đây. To nó ăn gì cho đã mày ơi. Đây, gọi là ăn quá mồ hôi. Vậy mới đã. Chấm cho anh, em với anh. Ok. Cũng nào. Thì đó ai sẽ ăn hết trước nhá. Dạ. Ủa, vậy mình dài hơn. Dạ. Em cho anh ăn trước 2 miếng, cắn hết cỡ okay, đi. Ok nhá. Cắn hết cỡ 2 miếng đi. Đây chứ nhờ. Bữa nay mới thấy anh công nhiệt tình đó. Bự đúng không? Chiếm. Bỏ miếng phụ ra nhá. Dạ. 2 miếng, 2 phát đúng không? Bắt đầu chưa đây. Đâu nói gì đâu, em đợi. Đợi chờ là hạnh phúc. Bây giờ không phải là thi ăn thịt mẹt nữa mà thi ai ăn nhanh hơn. Chấp nửa đường rồi đó. Bây giờ chỉ chơi tốc độ thôi. Đang nuốt. Mà ngon, công nhận ngon thiệt. Mời cổ vũ nha, ngon quá. Vô, vô, 1, 2, 3, anh em ơi. Vô, vô. Nga Sumo cố lên. Lên bản cố lên. Bỏ cái xúc ra. Ổn không anh? Em thấy là thua rồi đấy. Hả? 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 Con lần này giật cả mình. Nó bắt đầu lên đây rồi. May là khó. Nó tự kéo nó kéo lại đấy. Vâng. Các bạn nó tạo vị cho mình nhé. Chua Nga rồi. Bằng ơi bằng Nga rồi. Để nhân cầm. Ăn đi. Ăn vô. Ăn đi, cứ nhìn hai hai rồi. Chị Nga. Ăn luôn rồi, nó sợ. Em đợi. Ăn cho đỡ ngán á. Giờ mình không ăn gì nữa rồi. Nhưng tôi cũng chó rồi. Rồi, đợi nuốt nữa. Không.
nút chưa? Em nút hết rồi đó. Cái miền anh còn do kìa. Quá đã, làm thêm cả nữa nha. Ngon quá, ngon tí rồi. Em còn tốt, còn tốt. Thêm cái này vào. Cho con. Đây, bên đây cũng đang chiến đấu nhiệt tình rồi cả nhà. Từ hồi lớn lên giờ cái miếng thịt là to nhất cho ăn hết mà. Thịt đó hả? Còn miếng kìa. Rồi. Ngán được không? Ngon gì mà ngán. Không, nói là ngon là ngậy nhưng kiểu là cái số lượng nó vào lớn quá. Đấy. À, như vậy là nhiều hả? Số lượng nhiều, đúng không? Trên đây một à. Ôi, mình còn chơi hết mồm mà ra chấp một cái này nữa thì thôi. Cháu thủ khá đủ. Nó giòn, nó ngon mà mình nhai nó tiện, nếu mà thịt lợn mà không ngon không chuẩn lắm. Nó sẽ có một cái vị gì đấy mình không có thơm, không thơm. Không bùi mình ăn không hợp hết. Ăn nó sướng. Đấy, bùi thì muốn như chuột vào nữa là. Phải vẹn nốt miếng sụn nhỉ. Đúng rồi. Nên là ở đây thì mình không thể thách đấu được. Đây là giao lưu thôi. Thử thử thôi mà, dạ. Mà ăn còn chấp mình nữa. Trời ơi. Thách đấu á? À? Em nghĩ cái mệt này hết từ lâu rồi. Dạ. Không hết được đâu. À. Tại đây là heo quay cả nhà. Vì nó có cái độ giòn. Dạ. Nhai hơi lâu một chút. Em một hết nha. Nó mềm, bên trong nó mềm. Ăn ngậy. Mấy người đẹp bên này ăn đi. Đây mình sẽ bếp ăn một miếng này. Một hết nha. Mời cô Tiết, mời mẹ. Sao anh có phải ăn đêm nữa không? Thôi cái món này thôi dừng lại nhá. Giờ mình chuyển qua món này, về nha, ăn hết luôn miếng này nha cả nhà. Rồi. Chết mà sai lầm quá đấy, khi mà thách đấu. À. Đây. Giờ mọi người dùng đi hả? Đừng có tập trung con nữa, con xong rồi. Con này vậy xong nhìn rồi. Nhìn bạn Nga ăn ngon quá. Lắp cho mấy bé. Cái này là gì đó, hồi nãy cô Tuyết giới thiệu nè. Ăn đi em. Đây là món thịt băm gọi là dòng. Dạ, rồi. Đây mẹ. Băm có lá dông. Lá dông mình gọi ra là chén ở đâu. Đây là cái dấu diếm, trời ơi. Lớn rồi cái dấu diếm. Cô Tuyết chủ nhà, cô Tuyết phải ăn. Lo này mà lo nào vậy? Em ơi, camera nó chiếu thẳng cho cái chén của em là còn nhiều lắm đó nha, nha. Biệt là thử thách mình ăn cái mẹt này nhưng mà mình không có hổn được. Mình sẽ xin phép là mời mọi người một tảng. Là tảng nha cả nhà. Đây con mời cô Tiết. Cầm luôn con. Trời ơi, rửa tay rồi mình chơi tới đi. Đây con mời mẹ. Ăn nhiệt tình vô nha. Còn lại nếu mà ai ăn thêm thì đăng ký chứ còn nghe không biết á. Đây con. Tình. Này. Nhiều đấy con trai phải ăn mau chóng lớn. Đây, ăn hết bản này không? Bản nào? Ui giời, cần là cháo hay là cháo trắng hay cháo thịt xay thôi cũng được, thịt heo xay lại luôn. Giờ cháo thịt băm được. Năm miếng vậy. Chứ nãy giờ ăn đâu có no. Nhiều quá. Không no, đúng hiểu mình hiểu rồi đúng không? Không phải no. Em đang mỗi ngày em phải biết em phải tập cỡ nào để mà em muốn là năm sau là em ra đấu trường của quốc tế chứ. Sự mà nói là mình muốn đem một cái gì đó về cho người Việt Nam. Đúng rồi. Ít nhiều gì là gọi là can đảm. Ok, đây cổ vũ cho bạn luôn. Con sức khỏe thôi. Con không bao giờ con dám nào nói tôi lúc nào cũng khỏe mạnh không. Có lúc nào con cũng quan niệm một câu này nè. Cảm tạ ơn trời đất cho mình có sức khỏe thôi. Còn ốm kệ nghĩa sao ông trời Phật thương mình. Mà lên rụi ha. Ok. Rồi, ôi lên rượu rồi mới nói chuyện trong clip anh được chứ. Ok. Tâm lý không? Đúng không? Chúng. Vui. Nhưng mà em thấy ngoài là nha thân thiện đúng không? Kiểu tính mình má vậy á. Tính mình với tính anh Hải nó giống nhau dễ mang. Có thường là những người thân thiện dễ gần là hay gọi như nào nhỉ?
tìm đến nhau. Ờ, tìm với nhau. Rồi bây giờ sao nói là bé cầm mỗi tay kìa. Đấy, vâng, kính thưa tất cả quý vị nha, thì ngày hôm nay ấy, được gặp Nga Sumo. Vẫn như lúc trưa là em muốn nói là sự chênh lệch nó khác nhau quá. Để mà nói mà ăn thi đấu với Nga Sumo thì sự ra là không tuổi gì thật. Bởi vì là bởi vì khi thưởng thức cái món ăn ấy, thứ nhất là ăn có kỹ thuật ăn, và thứ hai là cái thể lực của mình, cái khả năng ăn rất là tốt. Khi mình lại cùng thi đấu với bạn đơn giản thế thôi, nên mình tưởng chừng là mình cũng ăn miếng to vào để mình đảo, nó không nổi. Công nhận là bạn ăn mà ăn cắn một miếng ngập mồi là mình không có nhai được, đúng không? Không có đảo được. Chứng tỏ là bạn cũng khổ luyện vất vả, thì chỉ mong rằng là bạn là đấy, như bạn Nga, bạn có muốn là đi tham gia thi đấu cuộc thi ăn gì đó ở các nước đấy. Đặc biệt là bên cạnh các nước láng giềng Việt Nam mình, quanh Việt Nam mình đấy, thì mong rằng là bạn là cố gắng luyện tập đấy, thì mang cái vinh quang cho người Việt Nam mình bé nhưng mà làm được những cái việc mà đến tận mắt đến bây giờ mình vẫn cứ trầm trồ bạn luôn. Đây là 90% là bản năng rồi. Đúng rồi. Ăn 90% là bản năng rồi. Rất là ok luôn đấy. 5 năm trời. Dạ, ngày trước thật ra em ăn nửa bát cơm này em ăn. Chia sẻ thật sự với gia đình luôn, lại em ăn mà kiểu như mình cũng là con gái như mọi bé đây nè. Nó là ăn sợ mập đó cô. Người Bắc mình gọi là béo. Dạ. Sợ béo thì con ăn như vậy, mà nước canh đó là con không bao giờ ăn cái luôn. Con chỉ có cha mấy nước lèo đó là con ăn. Tại lúc đó cân nặng nếu mà thật sự ngồi nói chắc chưa bao giờ tâm sự luôn á. Mọi người không tin nhưng mà con nói 65 cân. Tin wow. Không? Tin có ai tin ở đây là em 65 cân không? Thì sau này là bắt đầu là mình thấy là mình không thể nào như vậy rồi. Mình bắt đầu con ép bản thân mình vô chế độ giảm cân tuyệt đối luôn. Tức là 3 giờ sáng con ngủ dậy là con chạy bộ 10 cây số ngày nào cũng vậy. Đúng trong vòng 1 năm trời con tập một cách là con có khoa học, có bài bản, cũng ăn nhưng mà không ăn những cái chất béo hay gì hết. Đó, nhưng mà cứ tự nhiên mình cứ nghĩ là cơ thể mình dễ mập. Nhưng thật ra mình nhầm. Khi mà cái tạng người của con khi mà qua tới 20 tuổi bắt đầu là con không có mập. Con kiểu như là mình ăn mình cũng không có kiểu như mình giữ dáng nhưng mà mình không có lên cân được. Thì con đi tìm hiểu thì cái khi mà bác sĩ con mình cũng không có được gọi là mình có bệnh gì trong người cả. Đó, mình không có bệnh gì cả thì bác sĩ nói là tại vì mình mất ngủ nhiều. Đúng, thật ra tâm sự với anh là em mất ngủ cũng 12 năm nay rồi. Đó, cho nên theo đó là chế độ làm việc của em nó quá nhiều đi. Chế độ làm việc của em là của con là kiểu là lao lực. Đó, cho nên nếu như mà mình nghĩ là đơn giản, nếu mà mình không tập thể dục thể thao phải không á, hoặc là mình không ăn uống được á, thì có lẽ là mình không ngồi đây rồi. Okay. Tại vì mình không còn sức để nuôi cơ thể mình. Tại vì có thể là 2-3 đêm liền thì em mới ngủ được 3-4 tiếng là ngủ say giấc. Còn không thì giấc ngủ của con nó rất là chập chờn. Mình đi khám thì bác sĩ cũng nói là không có vấn đề gì, không có bệnh gì hết. Do công việc, do mình stress hay là một cái gì đó. Chứ ngoài ra là mình cơ thể mình vẫn bình thường như bao nhiêu người vậy thôi. Đó. Nên, sau đó thì cái đam mê ẩm thực của em thì em mới bắt đầu là em tập luyện, em khổ luyện để mà mình đi đến ngày hôm nay. Đó là tâm sự thật với anh, lần đầu tiên tâm sự trên kênh của một YouTube. Đó. Ok, cảm ơn bạn. Giờ ra thì mình mới gặp bạn cách đây được khoảng 7 tiếng, 8 tiếng gì đó nhỉ. Đấy thì thứ nhất là mình trầm trồ, thứ hai là mình mong rằng là bạn sẽ đạt được những giải cao cuộc thi về ăn uống. Thật sự ra là cái đây là cũng một đam mê mà cái nghị lực đấy bạn ạ. Tôi nói thật, nếu mà không có nghị lực, không có sự tập luyện, không có khổ luyện thì đến giờ này thì không tưởng tượng được là bạn có thể ăn được mấy cái nó ngon miệng. Mà những cái đồ ăn rất là ngon nhé, kể cả mình ăn ngon như thế nào hay là mình cảm nhận khi mà số lượng mà nó quá lớn, đúng không ạ? Thì có thể là không thể vào được nữa. Thế nhưng mình ấy, là đến ví dụ ăn như lúc trưa này bạn thích cái bát tô canh mùng tơi nhỉ? Yeah. Đấy, 4-5 bát như này nhẹ nhàng đúng không? Mà bạn bảo là không ăn nữa thì bạn có thể làm 6-7 bát. Thật sự là đấy là một cái khổ luyện của bạn. Xin mong bạn là luôn luôn mạnh khỏe nhá. Luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nhá. Em cũng chúc sức khỏe của gia anh nha và gia đình luôn. Không mời mẹ vô. Ê, bên anh nhanh nha, nhanh okay. Nha. Vô, vậy mấy đêm vâng, mời luôn nha mẹ. Cái đoạn video cuối cùng này cũng là cái lời tâm sự của bạn Nga Sumo. Và cũng là lời kết thúc của video ngày hôm nay. Thật sự là những cái gì chia sẻ, những cái gì không nên, không phải, có những cái vấn đề gì chưa ổn thì
mong mọi người lượng thứ và mong rằng là xin chúc tất cả các quý vị luôn luôn mạnh khỏe, chúc cả nhà ai ai cũng mạnh khỏe và an toàn. Yeah, và rồi tạm biệt cả nhà nha, em xin phép mời đại gia đình luôn nha. Xin chào. Xin chào cả nhà.